Các tip chụp ảnh với hoa cải. Đừng chụp như thế này. Sử dụng bố cục đường chéo và xoay ngang điện thoại để chụp, phóng to 2,5x. Đặt điện thoại của bạn dưới đất. Bật tính năng chụp đếm ngược của camera trước. Xoay ngang điện thoại và chụp một góc 45 độ.